hai gian trước này luôn đi. Em có tình mổ cô. Sống mình hiểu mình luôn. Anh ơi đi làm sao. Con sẽ không mẹ em giúp đỡ nhà con. Cho mẹ con có tiền mua chữa bệnh luôn. Mà có tiền cho mẹ con một ít. Cảm ơn mẹ nhiều lắm. Cảm ơn mẹ cho mẹ con uống thuốc. Không đáng lên nhưng con thương lắm. Hà Phong Nguyễn xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị thân mến nha. Tại Phong Nguyễn cùng với ba má Tâm Ngọc đang có mặt ở dưới Bạc Liêu ông bà cô bác. Tiếp tục bà con với địa phương đang dẫn tới thăm một cái hoàn cảnh cũng khá là đặc biệt ông bà cô bác. Bà chào quý khán giả quý mạnh thường quân đi ba. Rồi xin chào tất cả ông bà, cô chú, anh chị. Chúc mọi người nhiều sức khỏe nha. Thì ông trời ông bà cô bác thấy trời nắng rất là gắt và thấm đổ rất là nhiều mồ hôi như tắm. Đấy, tiếp tục Bạc Liêu. Nhà nào vậy? Quyền Gia Rai. Đây là Quyền Gia Rai hả? Mà nghe nói hoàn cảnh thì lấy cộng dây chì mà mai cái đầu á. Ghê vậy? Dạ, trời ơi. Hậu ghê, xong đi trước mà đi quay cái đít đã không ăn. Ông Nguyễn nó thiệt tội nghiệp thương lắm, bà con nó nhận. Nó có bằng nó nhường ba nó với em rồi anh Tâm đi trước không, nó không dám đi trước. Nó vô tình quay gì đâu à. Quay đít cho. Tới nhà rồi Phong ơi. Nhà tới không á? Cái trời cái nhà rong riêu không à. Có chó không? Dòng đây sao có mùi gì hồi quay nuôi ba nuôi gò bò nuôi heo gì. Đấy mình nói lớn vậy đi. Cái nó sang chút. Quá trời rong riêu luôn. Nhà cũng cũ. Chào chị. Thôi mời chị lên đây đi chị ơi. Ra trước này luôn đi. Không vậy vô tham quan cái nhà đi thôi. Dạ, đi. Quá chừng cái nhà đi. Đi luôn anh. Nhà ở đâu? Ở xin ở nhờ hả? Nhà hầm quá trời. Nóng ton mà. Đi ra sao? Cái nhà ta các nhà ta bỏ người nào cũng tốt cho ở gì cũng đã tốn tiền nhà. Chào em. Chào chị ha. Chị đi lên trước được không? Được. Ừ, sao ở đây nó hầm quá. Chị lên trước đây mình trò chuyện ha. Này là nhà. Kỳ. Ngồi đại đi được cậu. Đứng nổi không? Dạ đứng được hơi hơi vậy cậu. Không được thì ngồi. Ngồi đi, ngồi đi để đảo ngửa coi không ai đảo được cái chân luôn. Cái này nó cắt ra mấy chị lên cho. Lấy rồi cô thím. Nó mài á, bữa thì nó mài sao mà với chị không. Không phải như chị, tại mấy chị này không hiểu mấy chị nó vậy chứ. Ta kia chị tự tiêu hay gì đó. Chị nấu mình nghe mình sợ mà không ăn. Đây chị tên gì bao nhiêu tuổi rồi? Quỳnh Cẩm Thúy. Dạ. Quỳnh Cẩm Thúy 36 tuổi. Quỳnh Cẩm Thúy hả? Quỳnh Cẩm Thúy. Quỳnh Cẩm Thúy. À. Chị bệnh sao? Tai biến với bị bệnh tim hiên. Rồi mới té xe nữa. Bệnh cũng nhiều lắm. Té xe nữa gì? Mới té xe. Chị té có bị gì không? Rồi cái đầu té xe là cái đầu mới rút chỉ vậy đó ha. Chị chồng con chị đâu? Chồng thì thôi rồi. Chị có con cái gì không? Có thằng trai lớn với nhỏ gái. Nó đây nữa. Con nhiêu tuổi con giới thiệu cho ông bà biết mình đi. Con là Nguyễn Khải, năm nay con 11 tuổi. Có đi học không? Có. Dạ có. Dạ có. Con học lớp mấy rồi? Con học lớp 4. Đứng gần mẹ đi. Học có giỏi không? Dạ không giỏi lắm. Không giỏi lắm hả? Rồi nay con được nghỉ học hả? Dạ, là nghỉ hè. Nghỉ hè sớm hả? Rồi con có em anh gì không? Con có anh nó đi làm trên thành phố rồi cô. Đi làm thành phố, anh con nhiêu tuổi? Để hỏi nó, để nó nói chuyện. Anh Hai năm nay 19 tuổi. Đi làm gì? Anh Hai chọn làm công ty. Có làm có đem tiền về cho mẹ không? Nhằm khi anh Hai gửi tiền về. Gửi tiền về lo hả? Con về quý đầu. Rồi mẹ con, cuộc sống con sao? Mẹ con bệnh dữ lắm hả? Dạ. Con thấy gia đình mình khổ không? Khổ. Con ở đây là ở nhà ai? Nhà đó, nhà của ông bà nội để cho mẹ. Cho hả? Để là... Coi như là bỏ luôn cái nhà quan hả? Hay là sao? Hay là sao? Nhà quan đó, rồi về ở, mẹ con ở. Trời, kiểu như hồi đó là nhà bên con bên kia. Rồi sao nhà bên mình không ở? Cha với mẹ cắt cái nhà bên đó rồi để nhà bên đây cắt rồi để lại cho tụi con. Coi như là đây là đất là của cha mẹ cho rồi phải không? Đất mà cũng bỏ quan một thời gian rồi sao thấy đi ớn quá vậy con? Cưng. Dạ. Hả? Nói chung là về có mà hai mấy mẹ con ở không rồi tiêu hết trơn rồi mấy ông anh mới đi từ huyện Lê Chiêu cho mấy ông anh đi, nói chung là bóp mấy ông anh cho không à. Anh ruột ha, ta làm từ thiện. Ta làm dạng ta làm từ thiện, nói từ thiện nhưng mà mấy anh đi xong mình. Nhưng mà hồi xưa giờ cái hoàn cảnh này mình có ai đến đây để ghi hình chưa? Dạ chưa. Chưa chắc không? Dạ, có mà ở ấp mình. Ấp thì được không sao, sợ có kênh YouTube rồi á. Không có kênh. Bằng công là để phiền với anh em YouTube ngại lắm. Thiên YouTube tôi lại chứ. Dạ. Chắc chắn là nha. Dạ. Rồi ba con đâu? Ba ly hôn mẹ rồi, đi làm rồi. Giờ con biết ly hôn, có đưa giấy tờ không biết ly hôn? Có giấy tờ hả? Dạ. Trời, nít giận khôn lắm bà con. Dạ. Nít khôn lắm. Mà ba với mẹ ly hôn năm con nhiêu tuổi? Năm lúc con 8 tuổi. Dạ. Rồi mẹ bệnh sao con có biết không? Đứng ngay là mẹ sao con có biết không? Mẹ không nói. Mẹ giấu đúng không? Mẹ giấu. Rồi hàng ngày là mẹ con có đi cơn như bệnh về nằm chỗ rồi con có giúp gì được mẹ không? Không, nhưng mà con biết mẹ con bệnh nặng không? Biết không? Hả? Biết hả? Biết chứ không biết bệnh gì đúng không? Nít cũng vô tư. Không mà, dạ đúng cũng vô tư. Tại vì mà con biết không, người ta thường nói câu là giống như đi ra đường thì hỏi già, về nhà thì hỏi trẻ. Mình muốn xác định cho rõ ràng, tại hôm nay em đi là không có tính là địa phương chứ không phải biết mà em theo nhiều người không biết lên hiểu lầm. Bà nội đó đi tới giúp được nhiêu tiền mà hỏi đo hỏi ren hỏi tự linh, nhưng mà em hỏi đây là để bà con hiểu được là đây là cái hoàn cảnh thật sự khổ. Tại vì hỏi con bé nó nhỏ quá đi mà mẹ nó thì bệnh rất là coi như nghèo quá rồi, mẹ nó cũng giấu nó không nói, nhưng mà mình đến đây là hỏi con nít đó chứ. Rồi thôi xong hỏi chuyện mẹ nó thấy không? Nè em hỏi chuyện mẹ nó. Cái gì mình đây là kênh Phong Nguyễn là người thật việc thật, có gì thì mình nói nấy để bà con hiểu thật sự là mình khổ như thế nào. Cái gì thì chứ là cái sự giả dối là không có thương, nên mình cái gì là mình có nói thiệt cái nấy nghe không? Nghe con gái. Rồi, ở đây chú Phong để chú Phong hỏi chuyện nha. Dạ, hiện tại là mấy mẹ con ở đây với ai hả chị? Ở với mình nên với có bệnh rồi, bà vợ chồng ở bên đó đó. Bây giờ chị bệnh về tiền đâu rồi, gia đình có cuộc sống? Đi qua xong bệnh mấy ông anh từ thiện bệnh giờ như là mua vé số của em với đó gửi từ thiện ơn vậy đó. Là hàng ngày chị đi bán vé số ha. Chị bán bao nhiêu tờ? Ngày bán được 200, trăm ngoài 100 vậy đó. Trăm ngoài 200 ha. Dạ. Thì sức khỏe của chị bây giờ là chị thấy trong người như thế nào? Nó mệt mỏi với cái đầu nó lưng hoài. Chị bị một phần tai biến đó ha. Dạ. Rồi khi mà chị bị tai nạn vậy cái đầu chị có di chứng gì không? Tới tới đây bác sĩ thì bác sĩ nói chưa có cái gì hết trơn hết, chưa thấy thì chưa có gì hết. À. Rồi lấy thuốc về uống thôi. Vậy là không có bị chấn thương sọ não ha? Dạ. Ừ, vậy là cô không có nổi. Nhưng mà nó nhức đầu ban đêm. À. Tại chị cũng bị di chứng tai biến á, nên là cẩn thận cái vấn đề mà đừng có thức khuya quá, đừng có tập trung một cái vấn đề gì nhiều quá. Chị đi bán vậy là cái việc học tập của bé nó có, nhưng mà trang trải gia đình nó có khó khăn nhiều không? Nhiều lắm. Nhiều là như thế nào, chị nói cho cô bác biết được không? Như tiền này tiền kia cho hai cháu không đủ, là tiền này tiền kia rồi gì đó hiên. Rồi đi bán ngày 100 ngoài 200 ngàn vậy à. Rồi đâu có đủ tiền cho mấy đứa nhỏ đi học đâu. Rồi mấy đứa nó hỏi rồi, giấu không, giấu cho tụi nó không, nói đủ rồi. Ừ. Giấu sợ con cái lo hả? Dạ. Dạ. Rồi bữa nay mẹ nghe mẹ nói vậy con thấy sao? Ừ. Ừ, thương mẹ ha. Nói lớn thì cho ông bà nghe được cái tiếng của con. Tội nghiệp mẹ là có tiền nữa chứ. Mẹ thấy mẹ khổ. Ừ, mẹ con khóc rồi thấy chưa? Rồi hàng ngày con đi học vậy là mẹ có cho tiền đi học không? Cũng có. Một ngày bao nhiêu con? 25.000 buổi sáng, 15.000 buổi chiều để con ăn, còn tiền dư thì em nhẹ nhàng. Ừ. Mẹ con đi bán mà cho con một ngày 25.000 là dữ lắm á, con biết không? Là sợ con đói ha. Nhưng mà 25.000 đó con có xài hết không? Không. Ừ. Sao mà con không xài? Xài sợ hết tiền, ngày mai chưa lại, ngày mai mẹ cho ít lại. Ừ. Mẹ thương mà cho bao nhiêu đó nhưng mà con cũng chừa lại ha. Một ngày vậy con xài bao nhiêu? 15.000 buổi sáng, buổi chiều còn nhiêu tiền buổi chiều, tiền để cho buổi chiều để làm em ơi. À, là tính ra con xài 5.000. Con thấy mẹ con chịu bệnh vậy lắm, mẹ con nói đó. Con lo cái nghề đi bán giấy số mà bệnh tai biến trong người nữa, đi là ngã bất cứ lúc nào. Chứ con ở nhà con phụ thì được cho mẹ nhiều không? Con có phụ gì được cho mẹ không con? Có. Ừ, con phụ mẹ làm gì? Mẹ kêu lấy cái gì con lấy cho mẹ cái đó. Ừ, mẹ nhờ cái gì con lấy cái đó ha. Con có nấu nướng, giặt đồ, rửa chén đâu được không? Cũng được. Ừ. Rồi hồi đó ba con bỏ đi rồi, là trong gia đình mình như thế nào, hay là có khó khăn gì không mà ba con bỏ đi? Dạ, khó khăn lắm. Ừ. Lúc đó con biết không? Ừ, nhỏ quá ha. À, chồng chị sao mà bỏ rơi chị với hai đứa con, chị tâm sự cho cô bác biết được không? Cũng không biết, vụ vợ chồng không biết, cũng không biết nữa. Ổng nói thôi thì thôi. Cũng có một cái lý do gì đó nha. Dạ. Ừ. Anh nói là không hợp rồi bỏ ha. Dạ. Nói vậy thôi là ly dị hả vậy? Rồi nói vậy thôi đi xuống tòa ly dị. Thì con cái anh có chu cấp gì không? Ông nói cung cấp gì, em không thấy cung cấp gì hết trơn. À, là trên tòa thì hứa là có cung cấp ha. Ừ. Mà về nhà không thấy có cung cấp gì, từ lúc mà thấu tới giờ không thấy cung cấp gì hết. Ừ. Thì cái lý do mà gia đình chị giống như là không có hợp là ly dị thì cái đó em không biết ha. Chỉ biết cái hiện tại gia đình mình đang gặp khó khăn. Thì để cầu cứu quý mạnh thường quân. Dạ. Thì trong chương trình ngày hôm nay á, là có ba má em với em chia sẻ đoạn clip này lên á, chị có ước mơ điều gì không? Ước mơ là chị không có ước mơ gì nhưng chị sao lo mấy đứa nhỏ để ăn học là đầy đủ là được thôi. À, bây giờ bé kia thì cũng đã đi làm rồi. Dạ. Chỉ còn có bé này thôi. Dạ. Gia đình chị có bảo hiểm đầy đủ hết không? Có bảo hiểm, mấy mẹ con có đầy đủ. À, là hộ nghèo nên ta cấp. Hộ nghèo nên cấp đó. Với một phần nữa thì căn nhà ở đây mặc dù nó không kín đáo nhiều nhưng mà là nó cũng có chỗ ở, nó đỡ tốn cái tiền nhà trọ. Dạ. Con nhìn mẹ con kìa, con thấy cái đầu mẹ con hôm bữa là bị mà mai như vậy là đau dữ lắm không? Có khi nào mẹ con tâm sự với con điều gì không? Dạ cũng không. Không hả? Chị cũng ít nói chuyện với bé lắm hả? Ít nói chuyện lắm, tâm sự là ôm mình lên đó mà. Trong nhà bây giờ đứa con thì nó đi làm sao không chị? Đi làm ở trên thành phố. Bao lâu mới về một lần? 5-6 tháng rồi, kia nửa năm rồi vậy đó, rồi hoặc là năm mới về. Có dịp lễ lộc nữa cô. Thai quanh tim hả? Dạ. Em bị bệnh tim thì sao? Dạ. Xài tim ấy, tim nhân tạo. Tim. Cái này là thuốc trường kỳ. Nhưng mà tim nó thật sự nghe, em mẹ em bệnh tim nè, thuốc đó còn mắc. Chứ không phải là thuốc tim là đâu có trong bảo hiểm. Đúng rồi, đúng rồi. Đó. Thì đó là tụi em cũng muốn nói rõ lên là tại sao. Có nhiều người ta hỏi giống như Phong vậy. Phong hỏi cố ý là để cho bà con hiểu là 3,5 triệu sống đủ. Nhưng mà tại vì em bệnh đủ thứ. Mà cái tim á, là cái thuốc tim rất là mắc tiền. Tại mẹ em bệnh nè, là em biết. Mà thuốc tim là không được ngưng ngày nào á. Nào Phong nói chuyện tiếp đi. Tim bả là tim ấy luôn. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Nguyên giải được. Phải uống thuốc trường kỳ. Rồi bây giờ con thấy mẹ con bây giờ đi làm bữa được bữa không vậy là tiền cũng không có đầy đủ, con có dự định gì không, suy nghĩ gì không? Dạ không có nghĩ gì, tập trung vào học. Cố gắng tập trung vào học ha. Rồi nghe hôm nay nghe chú Phong hỏi mẹ vậy, con có sợ mẹ con chết bỏ con không? Không. Sợ mẹ chết không? Sợ mẹ chết không á? Sợ. Nghe không rõ, em nói khàn quá nó nghe không rõ. Sợ mẹ chết hả? Rồi sao? Con động viên an ủi thương yêu mẹ sao đâu? À, con ôm con an ủi mẹ đi. Con có đừng bỏ con. Sống mình nhẹ mình lên anh ơi, đi làm sao? Bỏ con nhẹ lên. Không nè, em nói không rõ, em nghe còn không rõ. Nó lớn lên con, nó lớn lên cho quà bà cô nói xúc động mà đâu có nói được rõ. Dạ nó giống mẹ lắm, nó học hành. Sao nhà có hai mẹ con chị không tâm sự với bé? Cho nó không, em ôm nó đi, cho nó sợ sệt, nó nổi loạn, sợ sệt nó. Dạ giấu con không biết. Bình thường cũng ít nói chuyện với bé nữa. Có giống như có nỗi đau gì cứ giấu trong lòng mà. Không con, bây giờ em nói một lời đi, động viên an con để con yên tâm. Không, con đừng khóc nữa. Giờ hy vọng là ông bà cô chú ở trong và ngoài nước sẽ thương cho mẹ con. Rồi con cũng còn nhỏ dại nữa thì cũng thương cho hoàn cảnh em. Thì mong ông bà là thương giúp cho mẹ con có tiền uống thuốc, sống lâu với con nha. Con có mong muốn có xin ông bà điều đó không? Con phanh tay con xin đi. Xin đi con. Con sẽ dùng bà để giúp đỡ nhà con, cho mẹ con có tiền mua chữa bệnh uống thuốc, mà có tiền cho mẹ con một ít. Cảm ơn mẹ nhiều lắm. Cảm ơn mẹ cho mẹ con uống thuốc. Giờ là ông nói nghe, con biết mẹ con bệnh gì rồi ha. Giờ đi học về, ví dụ ngoài giờ học bài đó, con làm việc gì giúp mẹ được thì trong khả năng con làm chứ không, để cho mẹ bớt. Tại vì cái bệnh tim mà làm nhiều quá cũng mệt nữa, đúng không? Mình lớn rồi, con gái mình giúp mẹ như lau nhà, rửa chén đâu nè, ha, đúng không? Học bài xong đi cái mình phụ mẹ cho mẹ đỡ vất vả, đúng không? Ngoan, con gái nó ngoan. Nó cũng hiểu chuyện quá. Khi nó không biết, mẹ nó giấu, nó bệnh, nó đâu có biết đâu. Nay nó biết, nó sợ quá khóc luôn. Rồi má cũng khóc luôn. Rồi cái thương nhỏ bà chứ khóc chứ sao. Con mà biết là con phải săn sóc mẹ, đỡ đần phụ mẹ, thấy không? Mẹ, con người mình là có một người mẹ thôi, hiểu không? Không hỏi hết chứ Phật. Yeah. Có quà thì trao chứ hỏi hoài. Để hỏi nó câu học đi. Nó đang học đó. Hỏi nhiều khi hỏi thì thấy nhau khóc chịu không nổi. Mình hỏi xem để cô bác biết gia đình mình khó khăn, bé khó khăn như thế nào á. Nó động viên đúng không? Ráng cố gắng lên nha con, thương lắm. Nói thiệt với con chứ giờ này là bà Hảo bà ơi, bà Tâm đồ ngủ ngon vậy lắm. Chứ không ngủ ngon là con điện, bà điện thoại là bà Hảo bà khóc cơ, bà khóc hù hụ luôn á. Bà thương con nít dữ lắm, thương con nít dữ lắm luôn á. Ngày qua chị biết không, nhân ngày lễ Phật Đản á, chị với chị Tâm Đậu gửi tiền rất là nhiều luôn. Rồi kỳ này là nói thiệt với chị Thương Quý Mạnh Thường Quân á, vợ chồng chị Thu Hà đồ mấy chị đồ, Quý Mạnh Thường Quân gửi cho ông Phong là coi như ngày qua nay ông Phong đi trao là hơn 200 triệu đó chị. Nhiều dữ lắm, nhiều hoàn cảnh khổ dữ lắm luôn. Hồi lúc thai tiên thì mới có đẻ nữa này thôi. Thôi bây giờ con ráng cố gắng đi nha. Rồi mong ông bà thương, ông bà thương, nhưng mà mình cũng phải phấn đấu học tập nè. Mới sanh là bị 2 tiếng. Nha con, nha. Là quá như là thai xong rồi là nó có chùi chữa như này nè mới sanh á. Thai cái xong rồi. Cái đúng ra là nó dính ra ngoài. Đúng rồi. Thôi giờ để hỏi đi, để nó hỏi em đi. Để hỏi em đi, người trong cuộc người ta lành hơn. Thôi cố gắng lên nha con, nha. Cái khoảng thời gian mà chị thai tim là bao lâu rồi? 13 năm rồi, 12 năm rồi. Lúc đó là có phải là do chị bệnh tật nhiều quá và khi ảnh chịu không nổi không? Ảnh chán nản, ảnh làm điều đó không? Cũng không biết là điều đó. Không biết luôn hả? Dạ. Tự nhiên cái vấn đề mà nghe anh nói, tự nhiên mà đã sống với nhau hai mặt con mà tự nhiên mà dứt áo mà ra đi. Dạ. Như vậy thì nghe cũng buồn quá. Chắc em nghĩ là chị cũng biết cái sự việc như thế nào, nhưng mà chị cũng muốn giữ lại những cái hình ảnh gì đó đẹp trong lòng của chồng chị ha. Dạ. Thôi cố gắng lên. Chứ em thì đi chia sẻ hoàn cảnh thì cũng muốn trò chuyện những cái điều gì đó nó khuất mắt ở trong gia đình mình để cô bác xem á và hiểu rõ rồi mới có hướng giúp đỡ mình. Chứ bây giờ trong nhà người con lớn á thì đi làm thành phố rồi, còn bé này nó nhỏ ở bên cạnh chị á. Có gì hai mẹ con hữu hỉ, có gì tâm sự trò chuyện. Nhiều khi nó mỗi ngày một lớn thì nó nhiều khi nó thiếu thốn tình cảm của người cha rồi. Bây giờ chị thì nhiều khi thấy buồn bã, không có dám nói, không có dám trò chuyện với con mình. Năm 21 cái nó cũng bị trầm cảm nữa. Giờ mình không, giống như em nói chị, bây giờ mình không có được cái gì, nhưng mà mình có cái tình cảm, tình thương của người mẹ dành cho con ha. Cố gắng lên. Chờ chị có hay là cầu nguyện cho Phật không? Thắp hương cầu nguyện cho Phật không? Dạ đêm nào cũng cầu nguyện vậy chứ. Đêm nào cũng cầu nguyện hết. Chị cầu sao chị nói cho em với cô bác biết được không? Cầu cho nhỏ này nó lớn lên ăn học đầy đủ là đơn mãn nguyện dữ lắm. Chị có lo sợ điều gì không? Không. Chị vẫn lạc quan suy nghĩ là mình cũng cố gắng ha. Dạ. Vậy là điều tốt đó chị. Khi con thấy mẹ vậy là con còn cố gắng và động viên mẹ nha con. Bây giờ ba giống như người mẹ lúc nào cũng lo cho tụi con hết á. Cho dù bây giờ là mẹ con tới sức khỏe không còn mà phải nằm một chỗ đi nữa cũng phải lo cho con á. Là cái điều đó là con biết rồi. Bây giờ bên cạnh mẹ tận dụng cái phút giây nào đó thì mình cứ làm được gì làm nha con. Dạ chú Phong thấy con cũng thương lắm mà không biết sao nói. Chú Phong nói vậy nhiều quá thì có con với gia đình có buồn quá không? Có buồn chú Phong không? Có gì đâu. Rồi vô bạn bè có nói với con không? Thì có biết con là một có người mẹ là bệnh tật như vậy không? Có. Là cũng biết ha. Bạn bè con có thương con không? Nhầm đứa. Ừ, cũng có người thương, bạn thương, những có bạn thì cũng không có hiểu được ha. Ừ. Thôi, chàng như vậy đi, chàng có những cái người này kia nhưng mà mình chàng cố gắng nhiều hơn nữa. Mình cũng đâu có ép được những người bạn mà thương mình hết được, đúng không con? Nói chuyện lên con. Dạ. Ừ. Thì thôi bây giờ thì nãy chú Phong trò chuyện khá là lâu ha, cùng với bác Tâm, bác Ngọc á, thì chắc chú cũng xin phép quý mạnh thường quân cũng gửi gia đình mình ít quà đi, rồi nếu mà có cơ hội có duyên thì chú Phong với bác Tâm, bác Ngọc xuống đây thăm tụi con. Dạ. Hả con? Thì bữa nay em đi xuống đây ha, thì em cũng xin phép quý mạnh thường quân để gửi chút tình thương cho chị với bé ha. Thì trước nhất là cô Huệ Tịnh ở Lê Dung Đồng Tháp là gửi gia đình mình là 500 ha. Với bên cạnh đó thì em cũng xin trích cái số tiền của cô Sương, bên Mỹ là gửi tặng gia đình mình là 500 nữa ha. Với bên cạnh đó thì em cũng xin trích số tiền của chị Kim Lê ở Mỹ hồi hướng cho người mẹ 88 tuổi pháp danh Diệu Đại là 500.000 nữa. Với bên cạnh đó thì em cũng xin trích số tiền của bà Mai Nguyễn ở Úc là 500 nữa ha. Dạ. Với bên cạnh đó thì em cũng xin trích cái số tiền của chị Kim Nguyễn ở bên Mỹ là sẽ hỗ trợ gia đình mình là thêm 1 triệu nữa. Dạ. Với bên cạnh đó em cũng xin trích cái số tiền của vợ chồng anh Duy Thái, chị Thu Hà ở bên Mỹ là 2 triệu ha. Cảm ơn cô. Là 5 triệu. 5 triệu. 2 triệu là 200.000. Dạ. Nãy giờ là 5 triệu không? 5 triệu. Rồi em hồi nãy giờ là tất cả những cái tình thương của ông bà cô chú dành cho gia đình chị là 5 triệu ha. Dạ. Nhưng mà ông bà cô bác ơi, qua nay đi, nói chung là đi cũng mấy ngày rồi thì cũng hết tiền luôn. Bây giờ em trao cho chị là 200 đô à, 5 triệu đồng ha. Tương đương là 5 triệu đồng. Dạ, cảm ơn. Ừ. Thì tiếp tục xin mời ba má nha. Dạ. Em ơi, thì như nãy là có nghe em nói là em cũng niệm Phật đúng không? Thì cũng rất là coi mừng, rất là mừng. Tại vì em cũng nghĩ em không sợ, coi như là cuộc đời vô thường đúng không? Thì chị nghe chị rất là mừng. Thì một lát vậy thôi chị cũng xin đại diện chị Hảo là gửi cho em một cái máy niệm Phật để mẹ con cùng nghe. Cho cái coi như mình cái tâm mình được an lạc nhân cư. Em cũng xin chân thành cảm ơn chị Hảo của em rất là nhiều. Còn đây là chai dầu, cái này là của chị Tâm Đậu ở Mỹ gửi về rất là nhiều. Thì đi mỗi hoàn cảnh này chị thấy nếu mà cần thì chị sẽ đại diện chị Tâm Đậu gửi tặng bà con. Dạ em xin chân thành cảm ơn chị Tâm Đậu của em. Dạ xin chúc chị và chị Hảo và tất cả quý mạnh thường quân đều được sức khỏe bình an ạ. Dạ em xin cảm ơn. Con cảm ơn bà Tâm Đậu với bà Hảo đi con. Cảm ơn bà. Con cảm ơn hai bà cho mẹ con. Rồi coi như là thôi giờ đây là tiền của chị, quà của chị Thu Hà, anh Duy Thái, rồi chị cô Huệ Tịnh, rồi chị Kim, rồi chị Mai. Thì em xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị, coi như tất cả các quý mạnh thường quân trong và ngoài nước. Em xin chúc sức khỏe các anh các chị. Và xin cảm ơn rất là nhiều của mình. chứ giờ hết tiền lấy hết tiền việc hả? Hết tiền việc lấy đầu ra của anh chị ha. Yeah. Gửi em 100 đô đi. Yeah. Để có tiền lo chữa bệnh với lo cho con bé nó nha. Yeah. Dạ thì thưa bà con, ở đây là em nói tại sao tụi em trao tiền đô luôn để bà con thông cảm. Với nhiều khi bà con lên cái nói của người Việt xong trao tiền Việt đi, thì cũng thưa là như nãy em nói từ đầu đó, quý mạnh thường quân gửi đặc biệt nhất là hôm nay tụi em đi chuyến này á, vài ngày thì cũng có đặc biệt nhất rất là nhiều. Nhưng mà em nói là nhớ tới đâu thì em nói tới đó, mong bà con hoan hỷ. Thì cũng có một số tiền rất là lớn của vợ chồng chị Thu Hà, anh Duy Thái, rồi của chị Tâm Đậu, chị Hảo, rồi ô như là chú Thanh Cường, rồi chị ô nhiều dữ lắm, chị Kim rất là nhiều, là cũng gửi cho Phong là cũng mấy trăm. Mà tụi hôm nay tụi em đi trao nhà rồi cất nhà rồi rất là nhiều, nên tụi em hết cái tiền Việt rồi. Thì cái đây là tụi em đem để xi cua, để bọc hào. Thì hôm nay về đến đây thì coi như là hết tiền luôn, thì mới trao cho em số tiền này. Yeah. Mong bà con hoan hỷ cho, chứ không phải tụi em người Việt mà đi từ thiện mà trao cái tiền Mỹ. Gặp ở vùng quê thì không biết đổ đâu. Rồi không, để nó nhờ mấy anh kia đổ giùm. Thì đây là 500 đô và em xin phải 500 ngàn. Dạ xin lỗi. Và đây là 500 ngàn của em xin anh Lê Khôi, anh Sui của em ở bên Mỹ. Đúng ra là phải gửi 1 triệu, nhưng mà về hết tiền rồi thôi, đặng có chút xíu đặng cho ở nhà xài liền cho mừng. 500 đô này là của 500 ngàn. Dạ xin lỗi. 500 ngàn này là của bác Ly Khôi nha, tặng gia đình con cầm đi, con cảm ơn bác Ly Khôi. Con cảm ơn bác Ly Khôi. Dạ, xin chân thành cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Rồi, chúc sức khỏe cô bác. Thì cũng của chương trình cũng xin thay mặt gia đình chúc cho tất cả các quý mạnh thường quân trong nước ngoài nước của kênh Phong Nguyễn. Rồi anh nói đi cho nó biết cái cảm xúc nó nhận từng đô. Được mọi người được nhiều sức khỏe và vạn sự may mắn. Cái cảm xúc em sao khi nhận được tình yêu thương của quý mạnh thường quân cưng? Dạ em cảm ơn mạnh thường quân nhận được tiền đô mừng lắm cô. Mừng ngàn rồi mấy con cũng khóc nữa. Thôi cố gắng lên nhưng cưng. Dạ. Cố gắng lên rồi cũng em cũng mong là bà con thương cho mẹ con bé, giúp đỡ cho em này có tiền thuốc uống hàng ngày rồi để coi cho con bé này đi học nữa. Em xin cảm ơn rất là nhiều. Rồi Phong. Rồi, chúc mọi người được yên vui và hạnh phúc nha. Hẹn các bà cô chú vào clip theo của Phong Nguyễn, clip tiếp theo.